Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Đó thì chỉ mong là tìm được người trước hết bệnh cho chồng. Có thể là bây giờ đang một con câu chuyện khá là buồn của bác vừa mới nói đến rồi thì dùng chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này thôi là cái giọt nước mắt là đã rơi rồi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nào, chào các ông bà đi, khoanh tay để anh cầm mì tôm cho. Em chào anh Lực và anh Hiệu. Cháu Hải xin mấy chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi, nào anh cầm mì tôm. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cầm thùng mì tôm tới cô bác. Hôm nay thì cháu Lực sẽ không đi vào nhà của ba ông cháu nữa. Mà đợt này cháu Lực sẽ đi vào một cái hoàn cảnh mới luôn cô bác. Trong thời gian vừa rồi thì có một số cô bác ở trên kênh có theo dõi được rằng là hôm nọ có một thanh niên cô bác, do là cháu Lực không biết là bị làm sao, nhưng mà cũng cấp cứu rất là nhiều rồi, thành ra là không có thể qua khỏi được. Và cháu Lực cũng nhận được một cái phần quà của cô bé, cô ở bên Mỹ có gửi cháu Lực là đi vào nhà trao cái phần quà tới tay cho gia đình. Và cũng cháu Lực cũng sẽ ghi hình lại là hoàn cảnh mà mới cháu Lực đi vào thăm một chút cô bác. Theo như trước khi cháu Lực đi vào thăm hoàn cảnh thì cháu Lực cũng đã tìm hiểu rất là kỹ rồi. Bây giờ thì cái hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ đấy, như Hải thì cũng biết cái anh kia đúng không? Vâng. Anh kia là bằng tuổi Sử không? Chắc là hơn đó. Hơn tuổi Sử à? Ừ. Đấy, hơn tuổi Sử của bác, cũng lấy vợ rồi. Và vợ thì vừa mới đẻ được 4 ngày của bác. Nhưng mà trong đó chồng của người chồng ấy thì đã ra đi rồi. Ra đi vì cái lý do gì thì một tí nữa cháu Lực sẽ đi vào hoàn cảnh hỏi về gia đình cụ thể hơn thì cháu Lực sẽ trả lời ở trên kênh cho cô bác anh chị cùng biết. Hay còn bây giờ thì cháu Lực xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video, cùng theo cháu Lực đi vào thăm hoàn cảnh mới này cô bác nhé. Hôm nay thì có sự đồng hành của em Hải nữa cô bác. Hôm nay thì vào gia đình của bác có cháu Lực sợ rằng là cái người vợ của cái anh kia không có biết nói tiếng Kinh, cho nên là cháu Lực sẽ cho em Hải đi cùng, tại vì em Hải là vừa biết tiếng Kinh là vừa biết tiếng Mông, sẽ để phiên dịch cho cháu Lực luôn cô bác. Ở nhà bên kia Hải hay là nhà bên này? Nhà bên kia. Nhà bên này thì cũng mới làm xong rồi cô bác này. Ôi có trẻ con nhiều ấy nhỉ. Ăn bánh không? Hả? Ăn bánh không? Nó thang không? Đây, cho mỗi đứa một cái nhá. Đây. Nó thang. Cái này gọi là bánh hay là gì? Bánh thì gọi là gì? Nó thang. Nó thang. Đây. Đây chắc là bà thì cầm cho thôi. Đấy, bà thì cầm cho thôi. Bà có biết nói tiếng Kinh không? Bà không biết rồi. Bà không biết rồi. Từ hãy đeo mic cho Hải một cái để Hải phiên dịch cho anh tí nhé. Có phải bà này là con vừa mất đúng không? Vâng, đúng rồi. Đây thanh niên. Thanh. Ôi còn đang chơi điện thoại nữa này. Ôi không chưa biết xin đâu nhá. Xin chú chưa? Xin chú chưa? Hả? Hả? Có xin không? Còn là rất là lì mà có bác này chưa có biết xin được cả. Ôi, đi đâu hết rồi? Mì tông à? Ở nhà này hay nhà bên kia đấy? Bên kia. Nhà bên kia à? Vâng.
Đây chị bánh đi. Đây, công an á, thì cho mấy đứa này này. Chú cho bánh này. Xin đi. Rồi, cháu xin chú quay, rồi. Tôi quay ở kinh tòa này, tôi xây kinh. Rồi, rất là ngoan. Ê, tôi quay anh chị. Như ở nhà bên kia à? Vâng, nhà bên kia. Chị là vợ của anh kia à? Không phải. Không phải đâu à? Vâng. À, thế thì đây là bác à? Đây là bác ở nhà bên kia à? Đây là mẹ của anh mà mất. À, mẹ của anh mất à? Vâng. À, thế thì bây giờ cả nhà có ở trong nhà không? Có cái nhà gì nè? Có. Có à? Thế thì bây giờ... Hả? Bây giờ bố say rượu. Bố say. À, là chú là say rượu rồi à? Vâng. Còn vợ em trai của em thì ở trong nhà. À, chị là biết nói tiếng Kinh đúng không? Chị biết rồi, em ở dưới Tuyên Quang lên mà. À, chị dưới Tuyên Quang à? Thế chị cùng em đi vào một chút được không? Vâng, thế thì... Nào, bé lo, tắm mát, lướt lo. Có vẻ như là nhìn từ bên ngoài vào thì một cái ngôi nhà mà cũng giống ngôi nhà của ba ông cháu của bác ạ. Bên ngoài thì hoàn toàn là cũng được làm về cái phần là trình tường hết. Còn lại bây giờ thì đi vào trong nhà một chút đó. Nhà của em. À, đây là chị à? Dạ, à, bác là ngủ rồi à? Say rượu, bố say. Là chị này đúng không? Dạ. Chị đúng không? Dạ. À. Em trai. À. Là vợ của em trai gì à? Thế chị ngồi gần đây, ngồi gần đây đó, ngồi bên này đó không? Bên này đó. Bác nơi này mà bác. Vừa rồi thì ông nói bằng tiếng Mông thì nói những cái điều gì? Ông thấy bảo là vừa tiếng Nùng à? Thế bảo là ở lại ăn cơm hay như nào ấy đúng không? Thế nhớ thầy vậy đó mà. Thôi bảo là bảo bà bác eo quần thật tia. Eo quần nó. Chỉ mà coi được cái đồ đi mới đấy. Tí thấy rồi ta chịu tao cứ. Đây ảnh đây ạ. Ảnh. Ba răng ảnh thanh niên kia. Vâng, ảnh mà mất. Tiền đây. Mà ông mang đấy, ông mang răng luôn đấy nhỉ. Đây. À, vừa rồi thì đây là bố của bố của thế anh nhà là tên gì? Anh vừa mất là tên gì? Anh chị... Kinh à? Okay. Nhưng mà chị cho em hỏi một chút thì anh bị làm sao mà mất ấy chị? Anh bị bệnh phổi với viêm dạ dày. Phổi viêm dạ dày à? Vâng. À thế là bây giờ là để lại người vợ tôi à? Vâng. Thế chị biết nói tiếng Kinh không? Có, biết sương sương này à? Chị là người ở trên này hay là người ở đâu? Người ở trên này. Người ở trên này à? Thu Tà. À, Thu Tà đây thôi à? Vâng. Ồ, thế là chị cũng vừa mới là sinh em bé được mấy ngày chị? 4 ngày. Được 4 ngày à? Thế là anh nhà là vừa mới mất được bao nhiêu ngày chị? Được 1 tuần à? Ồ, thế là lúc mà anh mất rồi thì mất xong rồi thì mới có bé đúng không? Vâng. Bé này là bé trai bé gái chị? Bé trai. Bé trai à? Ồ. À, phải nói là rất là tội à. Em bé này đã đặt tên cho chị, có tên chưa? Có rồi. Có rồi à? Đấy, mới sinh ra thôi cô bác. Bố thì vừa bị căn bệnh là bị ung thư đúng không chị, màu trắng đúng không? Vâng. Là... ung thư dạ dày và ung thư phổi. Thư dạ dày ung thư phổi à? Vâng. Hôm nay thì em đi vào ấy thì thứ nhất là thăm gia đình, thứ hai thì em có một cái phần quà là của có một cô bé. Cô bé của cô ở nước ngoài. Cô có gửi cho chị, có gửi cho chị là 2 triệu đồng. Thì hôm nay em sẽ là đưa cho chị luôn. Thì hôm nay thì cháu Lực đi vào thì thật sự ra mà nói thì cháu Lực không có lấy phong bì cả cô bác. Đây thì cô bé có dặn cho cháu Lực là cái tiền mà để cho gia đình là cũng là tiền phụng viếng cô bác. Hay đáng nghe ra là anh nhà thì mới mất được 1 tuần này. Vâng, được 1 tuần này. Được 1 tuần à? Thế là vừa mới làm đám ma xong thì là có bé này đúng không? Là bé này được sinh ra đúng không? Mất được 3 ngày xong
À, thế chị là tên gì chị? Chị là Dung à? Ồ. Bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ gửi cái phần quà tới cho chị Dung luôn. Chị thì chắc là chị thôi nhỉ? Em 207. 207 à? Vâng. 207 thì năm nay là 17 tuổi, 18 tuổi bây giờ. 17 tuổi à? 16 tuổi à? Ồ, thế thì lấy chồng sớm hơn nhỉ? Thế thì chị lấy như này thì đã ăn cưới chưa? Chưa. Vẫn chưa ăn cưới à? Trước có dịch bệnh Covid nên không ăn được. À, trước là có bệnh Covid không ăn được à? À. Hôm nay thì em cũng gửi cho chị là 2 triệu đồng của cô bé của bên Nam Mỹ nhá. Chị thì biết nói tiếng Kinh rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 tờ 200. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là 1 triệu này. Đây là 1 triệu này. 1, 2, 3, 4, 5. Còn đây là thêm 1 triệu nữa. Là 2 triệu chị nhá. Đây. Ở đây thì cái phần quà này là của cô bé. Cô có gửi cho chị. Thì chị gửi một lời cảm ơn tới cô nhá. Đây, chị. Con xin cảm ơn bà đã gửi phần quà này đến cho con ạ. Cảm ơn mọi người. Chị thì có vẻ như chị thì đi học đến lớp mấy chị? Rông rồi. Đi học vẫn đến học lớp 9 à? Thế chị là cũng là em dâu hay là cùng? Em là chị dâu. Là chị dâu à? Vâng. Là chị dâu là ở nhà bên kia là nhà bên này chị? Vẫn ở chung. Vẫn ở, đang ở chung à? Vâng, chưa ở riêng nhưng mà em mất rồi, bây giờ lại về ở chung. À. Thế là em là mới mất là chị mới dọn ra đây ở cùng với lại gia đình ông bà đúng không? Vâng. Vào trong ngôi nhà của chị Dung với lại ông bà thì cũng trong lúc nhìn thấy là không có đồ dùng gì giá trị cả cô bác ạ. Bây giờ thì trong lực xế thì ghi hình xung quanh ngôi nhà cho cô bác anh chị là cùng xem. Tại hôm nay thì phần quà này thì là em gửi tặng tới gia đình nhá chị nhá. Đây này là thùng mì tôm. Đây gửi cho bác nhá. Hai bác. Ăn đi. Đi nhiều. Bác. Đây là đang nấu cái gì đấy chị đây? Nạp vậy. Nạp vậy. Nấu cắm lợn à? Nạp vậy. À. Đây là con của chị à? Vâng. Ồ. À đây là bức ảnh à? anh đúng không? Cái này. Bức ảnh thứ 7. Còn một bức ảnh duy nhất thôi à? Lúc sống là chưa chụp ảnh à? Nhưng mà chị cho em hỏi tí thì anh biết lúc anh bị bệnh thì đã phát hiện lâu chưa hay là biết thì lúc đấy là đang là mùa gặt chạy chứa đến bên chứa xong không khỏi chạy chứa. Đã từng là đi đến tận đến đâu hả chị? Đi xuống thành phố Hà Giang về. Thành phố Hà Giang à? Vâng. Đã đến Hà Nội chưa? Chưa. Vẫn chưa. Ra đến Hà Giang xong ở được mấy ngày xong họ bảo là lại về. Thế là lúc chị lúc mà mất thì mất ở bệnh viện hay là ở về nhà mới mất? Về nhà mới mất à? Vâng. Xuống dưới huyện về xong về được mấy ngày xong lại bị xong rồi lại ra huyện huyện họ lại trả về, họ không chứa được họ trả về. À, thế bị như này thì đã gia đình đã chạy chứa tầm hết tầm bao nhiêu tiền rồi? Chạy chứa hết 8 triệu. Hết 8 triệu à? Vâng. Như bây giờ lúc chạy chứa này có phải đi vay tiền hàng xóm không hay là như nào? Không ạ, tiền từ nhà. Tiền ở nhà là khác dành dụng được à? Vâng, bán trâu dành dụng để chứa. Thế là bán trâu để chạy chứa đúng không? Vâng. Chị thì vừa mới sinh được 4 ngày cô bác. Bây giờ thì người bố của bé phải nói là cũng đã ra đi mãi mãi rồi. Đây thì hôm nọ là lúc mà cháu Đức đang làm nhà của em Sử đấy cô bác, thì cũng có đi qua và cũng có nghe tin này biết. Cháu Đức cũng có nói lên kênh và được bác, được cô bé, được cô bé, cô có gửi cái phần quà này tới cho chị Dung.
Hôm nay thì vào thì rất là may cô bác, còn các chị còn biết đã nói tiếng phổ thông chứ không là hôm nay là Hải là phải phiên dịch cho anh rồi. Ngôi nhà này chắc là cũng làm từ rất là lâu rồi chị nhỉ? Chắc làm lâu, lúc chị về thì đã làm rồi. Chị hỏi bà xem ngôi nhà làm từ được bao nhiêu năm rồi? Mẹ bảo là tầm cổ xung nhau tầm 10 năm gì đấy. Tầm 10 năm à? Ồ, thế 10 năm mà phải nói là đun một cái bếp củi ở trong nhà thì đen hết nhà rồi cô bác. Nhìn ở ngoài vào thì thật sự ra là cái ngôi nhà nó như kiểu là dạng rất là to, nhưng mà nếu mà mình đi vào chợ bên trong ấy thì một cái ngôi nhà mà bên trong cũng rất là chật hẹp, cũng không có thêm một cái đồ dùng gì vật chất và giá trị cả cô bác. Hiện tại thì cái phần nền này cho Lực nhìn thấy là vẫn còn là bằng nền đất thôi. Em đây nhỉ, Dung ở bên nói tiếng Kinh sói chứ? Bên nói tiếng Kinh nhiều chứ? Không biết, biết không biết nhiều. Biết một tí à? Bé thì mới sinh ra được 4 ngày thôi cô bác. Người bố của bé thì đã ra đi mãi mãi rồi. Bây giờ thì bé thì đang gọi là mồ côi bố rồi cô bác. Còn Dung thì vừa rồi cháu Lực cũng hỏi độ tuổi rồi, kém tuổi cháu lực cho nên là gọi bằng em thôi. Thế các em trên vùng cao thì phải nói là lấy vợ lấy chồng từ rất là sớm cô bác ạ. Đó thì chỉ mong là tìm được người trước hết mẹ cho chồng. Có thể là bây giờ đang chúng con câu chuyện khá là buồn cô bác vừa mới nói đến rồi thì Dung cần nghĩ đến chuyện sau này thôi, là cái giọt nước mắt là đã rơi rồi. Hay có thể là chồng của Dung là bị căn bệnh từ trước rồi đúng không? Từ trước thành ra là chưa được phát hiện đúng không? Vâng. Đến là lúc bị bệnh nặng rồi mới phát hiện. Để gia đình là phải bán trâu đi để mà đi chạy chữa cô bác. Chạy chữa là hết 8 triệu theo như lời của em là tên gì nhỉ? Em tên Ly. Tên Ly à? Vậy theo như lời của em Ly nói thì chạy chữa hết là 8 triệu rồi. 8 triệu này thì phải nói là một cái số tiền mà rất là lớn của bác ở trên vùng cao này. Phải bán gia đình thì có trâu là phải bán trâu đi. Thế là gia đình thì bây giờ còn trâu không? Hả? Còn Hả Dung? Còn một con rồi à? Vâng. Một con này thì mình có phải đi lấy của nhà ai về nuôi không hay là gia đình mình tự có? Gia đình tự có. Gia đình tự có thôi đúng không? Không biết là Dung đã phải là bây giờ là những cái giọt nước mắt không biết là phải lăn trên cái khuôn mặt bao nhiêu lần rồi. Cái lúc mà nghe mà bác sĩ mà bảo là trả chồng về đấy thì là đang nghĩ đến là chồng không thể có khỏi chứ hả Dung? Lúc đó nghĩ rằng về nhà thì sẽ tìm được người chữa khỏi, nhưng mà về nhà được một hôm thì chồng vào tận khoảng 10 giờ. Tầm 10 giờ à? Lúc đấy là gần đến ngày mình là sắp đẻ đúng không? Thế như cái này thì cho anh Mọng Mùi hỏi tí, có đi xuống trạm đẻ không hay là ở nhà luôn? Xuống trạm họ bảo là chưa đến, phải nửa đêm, nhưng mà xong lại bảo là ra huyện, nhưng mà chưa hỏi ý kiến bố mẹ lại về. Về xong rồi qua đêm xong sáng hình như là 8 rưỡi. Nhưng mà vẫn đi xuống trạm đúng không? Không đi. Không đi à? Vâng. Thế là ở nhà luôn á? Ở nhà. Thế là ở nhà là bác là người đỡ đẻ hay là chị là người đỡ đẻ? Mẹ với em vợ của mẹ đỡ. Ồ, là khác ở nhà thôi. Vâng. Bây giờ thì hiện tại là đang ở với lại bố mẹ cả thôi chứ các anh cả thôi. Dung, như chồng của Dung là người con út rồi đúng không? Vâng. Con út. Đây, cái câu chuyện của Dung thì bây giờ cháu Lực sẽ không có nói thêm nữa cô bác, tại vì lại khơi lại cái nỗi buồn của Dung thì
thì có vẻ như là Dung đang phải là tổn thương, vừa tổn thương này vừa khóc rất là nhiều cô bác. Hôm nay thì cháu được vào và cũng thăm gia đình và cũng gửi cái phần quà của cô bé tới cho em Dung luôn. Số tiền này thì là được cháu Lực nhận từ hôm qua rồi. Đến hôm nay thì cháu Lực sẽ đưa lên và đưa cho gia đình luôn. Dung thì vừa bây giờ là vừa phải gọi là gia đình mình vừa mới đón thêm một thành viên mới và cũng vừa mất đi thêm một thành viên nữa. Cái thành viên mất là cái trụ cột ở trong chính của gia đình rồi, cũng là người mà để mà em Dung mà nương tựa. Nhưng mà chồng của Dung thì có hay uống rượu gì không? Không. Không uống rượu à? Không hút thuốc, không rượu xè chè. Không hút thuốc là không uống rượu. Vâng. Thế trước mà đợt mà chưa phát hiện ấy thì là chồng mới còn đi làm hay là ở nhà? Chồng ở nhà nhưng mà vẫn đi làm mà đi kiếm tiền về. Vẫn đi kiếm tiền về à? Gọi là đi làm xa hay là làm ở gần đây? Lúc đấy mùa măng đi lấy măng. Đi lấy măng, cũng là lấy măng về bán đúng không? Như đợt mà đi vào bệnh viện ấy thì là đi vào bệnh viện ở huyện hay là bệnh viện ở tỉnh? Đi ra huyện trước. Ra huyện trước à? Ra huyện trước thì người ta khám là đã nghe nói là nó bị ung thư hay là như nào? Bị bệnh phổi. Bệnh phổi à? Hôm nọ là có thắng đúng không? Nọ là thắng là có truyền máu rồi đúng không? Hai anh em của anh trai Kinh truyền trước. Xong là lần sau phải đi là truyền của chú Thắng. Xong rồi đợt sau này là của chú Ca xong nữa. Với một thầy giáo bên huyện nữa. Thế cái đợt mà truyền máu thì đợt đấy bác sĩ nói là bị thiếu máu phải à? Vâng, thiếu máu. Em trai bị thiếu máu không? Kiểu họ nói là 5 phần thì chỉ còn 1 phần xong. Nhưng mà lần đợt cuối cùng này đi là không còn máu. Là không còn máu luôn? Vâng. Là thế là đi vào đấy, đợt đấy bệnh viện mới trả về. Vâng. Trả về được mấy ngày thì mới mất? Trả về xong hôm sau mất. Trả về thì mất luôn à? Vâng. Hôm nay về xong rồi ngày mai một ngày xong rồi ngày sáng hôm sau mất. Thế lúc mà chồng mất thì Dung thì cũng sắp đẻ thôi. Vâng, cũng sắp đẻ. Em mất được 2 ngày 2 đêm rồi em Dung sinh. Là ở nhà là mẹ chồng với lại em mẹ chồng là đỡ đẻ luôn. Vâng. Cũng định cho ra huyện rồi nhưng mà về xong bố mẹ chồng với bố mẹ chồng của em dâu bảo là thôi để ở nhà, nên ở nhà. Nhưng mà nếu mà ra huyện thì đợt đấy thì có ai like đi không? Có. Vẫn có người à? Vẫn có anh trai, chồng của em với anh trai. Nếu em dâu đi ra thì em cũng ra huyện chung đấy mà. Bố mẹ đây với bố mẹ của em dâu bảo là để ở nhà cũng được. Không đi. Nhưng mà đợt lúc mà là chồng của Dung mới mất ấy thì là chưa nghĩ đây là đến đẻ hay chưa? Chưa. Vẫn chưa đúng không? Vâng. Chỉ biết là ngày sinh là tháng 12 nhưng mà không biết là ngày nào đêm nào ấy. Không biết. Là chỉ biết đi ra bác sĩ khám thì người ta bảo là đẻ tháng 12 đúng không? Vâng. Đấy, hôm nay em đi vào thăm gia đình thì phải nói là cũng rất là chia buồn cùng với lại chị Dung. Đấy, bây giờ thì câu chuyện đã đến rồi thì thôi thì cố gắng thôi, bây giờ mới biết làm sao được. Đấy, sau này thì cố gắng nuôi bé lớn khôn hơn. Đấy, cháu Lực cũng rất là mong là khi mà cháu Lực đăng tải cái đức phim này lên thì sẽ nhận được cái sự yêu quý của các bác là dành tới cho Dung. Đấy, hiện tại là ngôi nhà của Dung ở với lại bố mẹ chồng thôi đúng không? Ở thế ở nhà ngoại thì có ở xa đây không? Bên Thú Tà.
Bên Thu Tà là tận nàng Cút hay là ở ngay đây? Sóng Chảy bên kia. Thôn Sóng Chảy Thu Tà. Hay hôm nay thì cái phần quà của bà gửi cho thì có thể là mua sứa hay là mua quần áo gì đấy nhá. Cứ đưa cho bé đi, cho bé đi nghỉ ngơi đi. Đây, ngồi lâu thế thì cũng mệt người. Cũng mệt. Đây. Đấy, vào trong nhà thì thật sự ra để mà nói thì cô bác ạ, cháu Lực nhìn thấy là cái giường của bác đang ngủ. Cái giường này chắc là hôm trước là Kinh ngủ à? Kinh mới qua ngủ giường này đấy chứ. Vâng, bị bệnh không còn ngủ giường đấy. Đó. Thế là lúc mà ra đi là ra đi ở cái giường này luôn à? Vâng. Cái giường này cháu Lực cũng nhìn thấy là có mấy cái tấm phản, xong là để chéo lên nhau, xong là đặt lên ngủ đó cô bác. Hầu như bà con ở trên này thì đều làm ngôi nhà phần là trình tường cả. Ở trong nhà thì cũng thực sự ra rất là đơn sơ cô bác ạ. Hôm nay thì cháu được đi vào thăm thứ nhất là gia đình của chị Dung với lại ông bà. Chị Dung thì hiện tại là đang ở cứ cho nên là cháu được cũng không có ở trong nhà là nhiều cả cô bác. Khi mà chị bé con đi ra ngoài lâu ngày, lâu quá thời gian có thì sợ lại chị lại mệt thêm. Hay còn là gọi là em Dung thôi cô bác chứ không phải là chị đâu. Ở bên này là nhà của anh trai đúng không Hải? Đấy không? Đi vào thì nhìn khuôn mặt của ai cũng khá là buồn. Đây là thuốc gì đấy? À thuốc để cho thuốc đau bụng á? Của chị dâu. Của chị dâu bên này đúng không? À chứ không phải là của cho Dung mà là kia đúng không? Không. À. Cho em xem một tí được không cái này ấy? Cái này gọi là củ gì ấy chị cái này ấy? Đây này thành củ đây. Bà là biết nhặt thuốc à? Không ạ, cái đấy là của bố mẹ chị dâu. À, cái này là cây đinh lăng hay sao này, cái này này. Cái này là đinh lăng hay sao cô bác ạ, cái này để ngâm rượu. À, để mà nấu rất là nhiều. Hôm nọ là Hải. Hồi anh nói chứ hôm nọ là bà là đứa đẻ luôn đúng không? Vâng. Vừa làm bác sĩ luôn đấy. Đây là tông bé đấy. Đào với bà nhá. Đây. Người ta mong nó là. Ừ. Nhất tuổi. Là gì hả? Bà bảo là đi xong thì lại về. À. Lại về đây. Ôi lá tông bé đấy về rồi. Ừ. Đây. Ô chị giặt áo à? Giặt bằng tay à chị? Ừ. À. Em đi về chị nhá. Ừ. À. Ở trên vùng cao của bác, có gia đình nào mà có cái chuyện gì của bác cần là đến tiền thì chỉ có là một cách duy nhất là bán trâu của mình đi thì mới có tiền được cô bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Đấy, kết thúc phim này thì cháu Lực cũng sẽ chia sẻ lên ngắn thôi cô bác. Ở trong nhà thì có gia đình thì ai cũng đều là mang trên mình nỗi buồn cả. Em Dung thì khi mà cháu được hỏi một chút thôi thì là em ấy lại nghĩ đến, có thể là nghĩ đến tương lai trước hay là người chồng vừa mất, cho nên là em ấy còn là nước mắt rơi khá là nhiều, cho nên là cháu được sẽ không có nói chuyện thêm được với em là bao nhiêu các cô bác ạ. Còn là cái thước phim này thì là hôm nay thì hai anh em hôm nay thì Hải đi cùng với cháu Lực, thứ nhất là vừa là đi vào phiên dịch nữa. Rất là may là trong gia đình thì ai cũng đều biết nói tiếng Kinh, chỉ có mỗi ông với bà là không biết nói thôi. Thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.